nó đi lộn ngực bơm mông rồi bóp má hả? Câu trả lời cuối cùng của tôi là không đồng, tôi thề. Thì ông dắt nó vào trong cái khu vui chơi giải trí resort 5 sao để làm gì? Câu trả lời cuối cùng của tôi là vào resort để tâm sự. Tôi thề. Thời buổi nào rồi còn vào resort để tâm sự hả? Trời ơi, ông tâm sự cái gì ở trong đấy? Tâm sự cái gì? Hả? Mà mèo mả gà đồng dắt nhau vào khách sạn nhá, bắt được tận tay, dây được tận chán, thế mà mồm vẫn nhem nhẹp. Vào tâm sự. Đã thế nhá, con này đi làm đẹp, đưa tiền đây. Tiền ở đâu? Đi ra đây. Đi ra đây, dừng lên. Vào đây, dừng lên, dừng cái gì? Hả? Ây dồi ôi. Đây là hạt nhựa của PPR. Hả? Mở cái ra. Này, trong này toàn tiền công trình. Bà mà tiêu thì lấy đâu ra tiền tôi kinh doanh? Này, tôi nói cho ông biết nhá, kinh tôi cũng tiêu nhá, mà doanh tôi cũng tiêu. Mở cái ra. Mở. À, phòng thủ hả? Đã thế nhá, đây chơi kiểu tấn công. Rồi, bà làm cái gì đấy? Bê lên đây cho tôi. Bê lên đây cho tôi. Đã tìm hiểu con Na nhà em một thời gian rất dài và những ngày thương nhớ rồi đấy ạ. Đâu? Ồ. Nào tu tu. Bỏ cái ra. Ơ kìa, bà chở cái két sắt của tôi đi đâu đây? Tôi đi làm đẹp. Bà My à? Vâng, bác à. Đây. Hả? Tiền hoa hồng của công trình nhà lão Trần Nhượng đây. Khiếp, bà dí cho tôi cái quả kinh quá. Sao hả bác? Trông cái lão thì bóng mượt như thế mà rắn như ma. Thôi, người ta là khách hàng mà bác. Em xin. Ừ. Mà bác hôm nay đi đâu mà trông nóng nảy thế không biết. Hả? Tôi đi đánh ghen. Úi dồi. Cái gì? Này, nhà bác lại có kẻ thứ ba xen vào à? Thế nó mới nhục chứ này. Này, bác ơi, em bảo này, bác thích gái cặp với ai đấy? Có phải người làng mình không? Bà thích cái gì khác thì con ngáo ụp, bố thằng nào nó cặp. Tôi đi oánh ghen cho cái ông OA nhờ oanh, để oanh đoanh huyền đoành. Cái ông mà vuông vuông tròn tròn tam giác ấy. Đấm người. Úi giời, đi đứng thì như rùa bò đấy kia. Lắm người. Nhanh lên, không mất hết cơ hội rồi. Này, em bảo này, vợ thằng Đoành nó cặp với ai đấy hả bác? Hả? Bí mật. Chuyện riêng của gia đình thì người ta, bà lại cứ thọc mạch. Tôi điên với tôi thì nói với bà. Lão sự để đều thật chứ. À, lão sự à? Hì, em biết ngay mà. Biết cái gì? Nó ấy, nó còn sắc thính cả em nữa ấy. Thế à? Ừ. Úi giời, thế nó mới đầu chứ. Úi giời, còn ăn uống cái gì, đi nhanh lên. Vừa đi vừa ngủ à? Cái điện thoại anh cài định vị cho tôi là có chuẩn không? Vì con vợ tôi hôm nay nó bảo là nó đi uống cà phê với cả mấy đứa bạn gái nó. Mà toàn những cái con mà chồng cũng, nó cũng đang ly thân thôi tích ạ. Đưa lên xe nào? Đây, tao có thấy cái nhà nghỉ nào đâu. Tao tìm ở đây quán cà phê chứ không phải nhà nghỉ. Đây là cái điểm xanh xanh đấy gì? Đâu? Đấy, không phải nhà nghỉ. Úi dồi. Điện thoại, khổ quá trời. Cái thằng cha chủ cái công trình thì sao ngày gọi điện đến chục lần, phiền quá. Thôi cũng nghe đi. Thôi, nghe đi. Tao khiếp cái thằng cha này lắm. Trông thì rất trí thức nhưng mà cứ động nói là chửi. Thôi mày nghe hộ tao cái. Bác nghe mày đi. Khéo nói mày nghe đi. Alo, cai thầu xây dựng Đoành, xin nghe. Dạ, em xin lỗi. Dạ. Úi giời, cũng dạ đi. Dạ, vâng ạ, em sẽ đến ngay ạ. Dạ vâng. Cụ? Hả? Cụ đi mua vật tư,
con đã ghi hết ra giấy cho cụ. Cụ có mua đúng chủng loại không? Ô thì tao mua y hệt như thế mà. Đủ hết nhưng mà chỉ nó chỉ sai mỗi nhãn hiệu thôi. Ôi giời ơi. Thế là cụ giết cả họ nhà tôi rồi. Thì cứ mày cứ vẽ, cứ mua đủ cho nhà người ta là được chứ gì. Đây này, tao mua hãng khác nhá, rẻ hơn nhiều. Tao còn tiết kiệm được cho mày chục củ thế này. Thôi 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 thôi, con xin bố, con lạy cụ. Cụ mua đồ đẻo cho người ta rồi. Người ta yêu cầu là phải mua ống nhựa, dây điện với lại ổ cắm của Polygon cơ mà. Biết đâu đi. Biết đâu thì đi. Đi. Bực mình. Dạ. À, chào bác Trần Trọng Nhượng ạ. À. Em đã chọn đúng hãng ống nhựa và thiết bị điện cao cấp Polygon về cho bác rồi đấy ạ. Chính xác Polygon rồi Phóng. Dạ vâng, biết bác là người khó tính cho nên em phải có ý kiến với lại đi và lấy bằng được xe của Polygon chở hàng về cho bác đấy ạ. Đúng rồi. Này, ống nước Polygon ấy, sản xuất bằng nhựa nguyên chất. Vâng. Không pha nhựa tạp, không pha bột đá. Chính xác ạ. Nó tiêu chuẩn châu Âu. Này, dùng cái ống nhựa này á nó mới đảm bảo sức khỏe hả? À, hiểu không? Công nhận bác sành thật đấy. Phải nói là gì cái gì bác cũng biết. Ấy vậy bác đi chọn cái lão tích nát này để làm công trình cho bác, thế có chết người không chị? Này, tí nữa thì lão đi lắp cái loại ống kém chất lượng để lắp cho bác thì có mà toi. Tôi đã dặn kỹ thằng Tích rồi, là ống nước và thiết bị điện nhất nhất phải là Polygon. Vâng. Thế mà nó đi nó rước cái của nợ này về. Vâng. Rước cái của nợ về thì mới ăn bớt được tiền. Bác hiểu không? Mày hốn, láo, mất dạy, mất rạy. Thằng Đoành nó đến cái rồi. Theo em ấy, bác phải xử lý cho thật nghiêm. Bảo đi xe thấp rồi thì cứ không nghe. Ôi trời. Tôi bà... nói cho ông biết nhá, tôi sẽ không thanh toán cho Đoành một xu nào đâu. Hả? Làm ăn bố láo như thế à? Ấy, mong bác bớt giận để cho Đoành được khắc phục ạ. Tôi đã nói rồi, dùng ống nước và thiết bị điện nhất nhất là phải Polygon nhá, đắt mấy tôi cũng chơi. Nói rồi mà. Khổ quá, thì ngay từ đầu tôi cũng đã tư vấn như thế rồi, nhưng mà cái lão cụ nhà tôi khổ lắm. Thực ra ấy, thì thay Polygon bằng cái đồ đều ấy cũng ăn ra được khoảng vài chục triệu. Thế nhưng mà làm ăn như vậy, thật ra nó không có tâm. Này, ông sự làm xây dựng mà bố láo ăn cắp như thế à? Hả? Tôi nói cho ông biết, tôi chính thức thay tổng thầu mới, chấm dứt hợp đồng với Đoành. Ấy, kìa, bác ấy, bác để cho Đoành được khắc phục chứ bác làm như thế nó nghiệt ngã quá bác ạ. Bác, em đi làm luôn à? Ông triển khai đi. Vâng. Nhá. Đấu thầu nhá, mà không có năng lực nhá, đừng có nhận thầu mà làm hại người ta. Đâu? Mà biến đi. Ơ vật. Cụ là thằng ăn hại. Cụ cầm dao cũng xiên chết con đi. Đi về. Đứng lại. Người ta có nhận mình chứ đâu mà đi vào đấy. Em phải công nhận là bác tinh thật đấy. Đấy, thiết bị điện của Polygon nhìn ấy, nó khôn như thế này cơ mà. Của ta ấy, còn đẹp hơn cả của Tây ấy. Bác tính là sờ vào này đấy. Nhảy cái tành tách thế này. Thế này thì nó mới xứng đáng nằm trong cái lâu đài của tôi chứ hả? Đúng rồi. Hôm nay để tôi thanh toán nhé. Ông không phải nghĩ ăn trộm của vợ được mấy đồng ra lăn tá lăn tăn. Ừ vật. Đâu chờ nữa ông ơi. Ôi, này, đi chỗ khác mà đỡ đi. Để cho người ta bán hàng chứ.
này, này, này. Hôm nay nhìn được phết chi nhờ? Ừ. À, cho con bước hỏi thăm đi. Đi. Chào cô ạ. Vào đây uống nước nào các cháu nào. Trời ơi, trông xinh quá cơ. Cứ đều tăm tắp ý. Trông cứ như là một mẹ sinh ra ấy nhỉ. Cô cháu bao gói thạch rau câu. À, đấy, cháu thích gói nào thì chọn đi. À, cô ơi, cho cháu hỏi có nhà nào mặt đường cho thuê không ạ? Thuê nhà? Vâng. Nhà nào càng rộng càng tốt ý cô ạ. Nhà ba lão này toàn mặt đường thôi. Ôi trời ơi. Các em nhìn thì mạnh ấy. Hết đổ hết cả bọn anh rồi. Xinh quá. Ê, thế ba em cần thuê nhà à? Vâng ạ, bọn em thuê mặt bằng để làm ăn. Thế nhà anh có rộng không? Nhà anh thì đủ cho các em dùng luôn. Thế em cần thuê bao nhiêu mét? Nếu mà nhà anh đẹp ý, thì bọn em thuê hết đất. Riêng nhà anh ý, miễn chê luôn. Ê, mặt tiền nhà anh á còn rộng hơn nhà thằng cha xác này. Đấy, anh cũng đang có nhu cầu cho thuê. Nhà anh hướng đông đúc, mát rượi rượi luôn. Hướng đông đúc là hướng gì hả anh? À, hướng đông đúc là... À, hướng đông đức. À, hướng đông đức. À, không nhầm, hướng đông bắc. Rồi, tượng đông bắc thì mùa đông nó lạnh, nó rất là sun lại, chứ báu bở cái gì. Còn hơn nhà ông, đếch có nhà. Tôi nói cho các ông ấy nữa, cạnh tranh ấy thì nó phải lành mạnh. À, các ông định phá giá thị trường à? Cái nhà ông này thì mặt tiền cắm thẳng vào cái nhà vệ sinh công cộng, bố ai mà ngửi được. Tôi nói cho ông biết nhá, bao năm nay tôi ngửi có làm sao không hả? Ông cứ chê lung tung. Thôi 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 này, gom được mấy cái ông này nhìn thấy gái đẹp thì cứ rộn hết cả làng lên. Tóm lại là các ông có cho thuê nhà không đi bảo. Ôi giời ơi, trông này, trông này, trông này, trông kìa. Úi giời ơi kìa, chảy hết cả rớt dãi rồi. Cái bà này, cái này mà gọi là chảy rớt dãi à? Này, có nhà ấy không cho thuê để làm gì đúng không? Đúng rồi. Anh xin giới thiệu với bọn em, anh tên là Tiểu. Anh cũng đang có nhu cầu kêu gọi đầu tư. Nếu như các em ấy mà thuê nhà của anh á, đảm bảo 3 tháng đầu tiên anh miễn phí tiền nhà luôn. Mà có vậy là điện nước các em cứ dùng thoải mái, kể cả khoai chuối nhà anh các em cứ dùng tự nhiên. Được, thế thì tốt quá. Thế bây giờ bọn em đi xem mặt bằng được chưa? Đi đi luôn. Mời các em lên siêu xe của anh. Anh chở các em đi cho đỡ mỏi chân. Cô, thì cháu gửi tiền nhá. Rồi, cháu cứ đi đi nhá. Rồi về giả sau cũng được. Này này, các ông, các bà ơi, không biết ba đứa này nó thuê mặt bằng để làm gì nhỉ? Bọn chúng nó thuê nhà lão Tiểu, chắc là chúng nó mở quán nhậu. Quán nhậu? Chúng ta có tổ nhậu rồi. Giọt mãi những chén chua cay nặng, lêu nghêu như gã du co lang thang với nỗi đau với trái tim đã cho ta lỡ yêu em rồi. Anh ta mới không ai được đâu, con tim anh đã trao em lang thang với nỗi đau với trái tim chật chật. An tâm không ngã được đâu, ngã ra được. Anh đi cẩn thận chứ, đi cẩn thận. Ê, ôi trời. Mẹ, cha ấy thằng nào nó đào cái dốc mà mình không biết. Nè, các cục cưng không phải sợ, có anh rồi, sợ chó hay bố con thằng nào. Thôi anh ơi, thả bọn em xuống thôi. Ăn cơm đi, không ngã không? Không được. Này, bố thôi anh ơi,
để bọn em đi bộ cũng được. Đi bộ làm sao được? Các em cứ ngồi đấy cho nó an toàn. Đường làng anh nhiều phân trâu lắm, đi bộ chẳng phải thối hết chân. Ôi, ôi, cắn mặt xuống không là vỡ đầu ấy. Toàn người hiền lành, có trộm cắp gì đâu, mất áo làm sao được. An tâm, quanh ngăn lắm, không quen đâu. Bỏ mẹ, thằng nào nó lại đào thêm cái dốc nữa ở đây. Ôi dồi. Vành vui chán bỏ mẹ. Mà cũng phải thôi, từ sáng đến giờ mình chưa được tí gì vào bụng, chân run là đúng rồi. Anh này, là mất áo của em rồi này. Hả? Mất áo là có thật đấy em. Này, này, đừng lo, chắc ai người ta đùa thôi. Để anh đòi lại cho. Này, ai lấy áo người ta đem trả người ta đi, đùa sai thế. Không được đâu. Thế mất ở đâu hả em? Áo mất được cánh tre đầu kia ạ. Thôi được rồi, bà đi theo chị. Anh lái xe kiểu gì? Như cái thằng say rượu ấy. Em nói đúng rồi đấy. Anh uống mà không có say. Này, ghét không? Làm ngùm rượu cho nó ấm đâu. Anh bị dở hơi à? Thế anh để đây, lúc nào buồn thì uống nhá. Để anh đi lấy áo cho ngắm khẩu. Ôi trời ơi, quá đứa ngã rồi đấy bà con ơi. Tiên sư thằng nào nó lại đào thêm cái dốc nữa ở đây mà mình không biết, mình say là có thật. Cháu gì ơi, thôn bác là thôn văn hóa, cháu ăn mặc hớ hênh như thế là bác mất điểm thi đua đấy. Không phải đâu bác ơi, cháu bị mất áo ạ. Hả? Vâng. Chết chà, chắc là lại có một vụ cướp mới xảy ra rồi. Cháu ngồi im đấy. Alo, đội hiệp sĩ của thôn đấy à? Đề nghị các đồng chí xuống ngay thôn Đông nhá. Ở đây vừa xảy ra một vụ cướp, có dấu hiệu của hiếp dâm nhưng chưa thành. Xuống ngay nhá. Bác ơi, không phải đâu ạ, cháu không bị hiếp dâm, mà là cái áo của cháu mắc ở ngọn tre ạ. Đứng lên. Cô nghe tôi hỏi đây. Cô tên là gì? Ở địa phương nào tới? Tới đây nhằm mục đích gì? Đi với mấy đối tượng? Nói. Cháu tên là Nhan. Từ trên phố về, cháu đi với hai đối tượng nữa. Nghe tôi hỏi tiếp đây. Cô đã bắt cóc được bao nhiêu đứa trẻ con? Bắt cóc xong tiêu thụ ở đâu? Nói. Bắt cóc cái gì ạ? Bác hiểu nhầm rồi. Này, cô đừng có diễn với tôi nhá. Mà nhìn kìa. Trông. Cô đẩy lại ngay. Kinh quá, nó không thể chịu đựng được. Này, chú cho cháu cái này được không ạ? Cái này nó thuộc về thị nhá. Vâng. Mặc vào cái, không thì tôi mất điểm thi đua bây giờ. Cháu cảm ơn ạ, cháu chào chú ạ. Đứng lại, cô chưa thể đi được đâu nhá. Sao ạ? Cô dám qua mặt tôi à? Thôn này là thôn văn hóa mà dám đến đây để bắt cóc trẻ con à? Đề nghị thị ký vào biên bản. Cái gì đấy ạ? Phát hiện một đối tượng tên Nhan, giới tính nữ, đang dình bắt cóc trẻ con. Ê, bác ơi,
hiểu nhầm rồi, không phải bắt cóc trẻ con gì đâu ạ. Thị Nhan. Dạ. Thị không phải nói gì nữa nhá. Thị đã bị bắt. Bắt chồng hết, không phải nói gì nữa.